Kính chào quý vị đang đến với bản tin An ninh Thế giới của truyền hình Công an Nhân dân. Vừa rồi là phần điểm qua những nội dung chính sẽ có trong bản tin ngày hôm nay. Quý vị quan tâm xin đừng rời màn hình. Quân đội Sudan và các lực lượng hỗ trợ nhanh RSF đã tuyên bố gia hạn lệnh ngừng bắn hiện hành thêm 72 tiếng. Đây là thỏa thuận mới nhất trong hàng loạt lệnh ngừng bắn vốn bị cả hai bên vi phạm trước đó. Lệnh ngừng bắn hiện hành sẽ được gia hạn từ 0 giờ đêm 30 tháng 4 giờ địa phương, tức là 5 giờ sáng nay theo giờ Việt Nam. Quân đội Sudan cho biết hai bên đạt được thỏa thuận gia hạn thông qua vai trò trung gian hòa giải của Mỹ và Ả Rập Xê Út. Lệnh ngừng bắn kéo dài trong 3 ngày này nhằm mục đích mở ra các hành lang nhân đạo và tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động di chuyển của các công dân và cư dân. Tuy nhiên, giới quan sát bày tỏ lo ngại lệnh ngừng bắn sẽ tiếp tục bị vi phạm như những lần trước đó. Bùng phát từ ngày 15 tháng 4, xung đột ở Sudan đã gây ra những thiệt hại to lớn cả về người và vật chất. Người phát ngôn của Liên Hợp Quốc Stephen Dujarric cho biết tổ chức này hết sức lo ngại về những tác động trước mắt và lâu dài mà cuộc xung đột vũ trang hiện nay ở Sudan gây ra đối với nhân dân Sudan và toàn bộ khu vực. Theo ông Dujarric, Liên Hợp Quốc một lần nữa kêu gọi tất cả các bên đối địch ở Sudan bảo vệ dân thường và cơ sở hạ tầng, tạo điều kiện thuận lợi cho các hoạt động sơ tán khỏi các khu vực giao tranh, cũng như đảm bảo an toàn cho các công tác cứu trợ và chăm sóc y tế. Cũng theo người phát ngôn trên, Tổng thư ký Liên Hợp Quốc Antonio Guterres cùng ngày đã quyết định ngay lập tức cử Phó Tổng thư ký Liên Hợp Quốc phụ trách điều phối các vấn đề nhân đạo và cứu trợ khẩn cấp Martin Griffiths tới khu vực để đối phó với cuộc khủng hoảng nhân đạo đang xấu đi một cách nhanh chóng ở Sudan. Trước đó cùng ngày, Ủy ban Chữ thập đỏ quốc tế cho biết máy bay chở theo 8 tấn hàng nhân đạo, trong đó có vật tư y tế giúp đỡ các bệnh viện của Sudan cùng các tình nguyện viên của Hội Trăng Lưỡi Liềm Đỏ Sudan. Chuyến bay cất cánh từ thủ đô Amman của Jordani đến thành phố Port Sudan, miền đông Sudan. Bộ Y tế Sudan xác nhận cuộc xung đột ở quốc gia Đông Bắc Phi đã khiến ít nhất 528 người thiệt mạng, khoảng 4.600 người khác bị thương, song con số này vẫn chưa phải là cuối cùng. Giao tranh đã ảnh hưởng đến 12 trong số 18 bang của Sudan, trong đó có khu vực Darfur. Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan tuyên bố lực lượng tình báo của nước này đã tiêu diệt thủ lĩnh của tổ chức khủng bố nhà nước Hồi giáo IS tự xưng Abu Hussein al-Qurasi tại Syria. Theo ông Erdogan, tổ chức tình báo của Thổ Nhĩ Kỳ đã lần theo dấu vết của tay trùm khủng bố này suốt một khoảng thời gian dài. Ngày 10 tháng 3 năm ngoái, IS xác nhận thủ lĩnh của nhóm này là Abu Ibrahim al-Hashemi al-Qurasi đã chết và thủ lĩnh mới là Abu Hussein al-Qurasi. Theo xác nhận của IS, qua đoạn ghi âm đăng tải trên các kênh truyền thông xã hội của nhóm này, Abu Ibrahim al-Qurasi cùng với người phát ngôn chính của IS là Abu Hazam al-Qurasi đã chết trong những ngày gần đây. Chính quyền Ba Lan vừa qua đã tiến hành thu hồi một trường học của Đại sứ quán Nga tại Warsawa với lý do tòa nhà thuộc sở hữu của nhà nước Ba Lan. Bộ Ngoại giao Nga đã ra tuyên bố phản đối động thái trên, đồng thời cho biết các cơ quan của nước này đã khởi động các bước để trả đũa gay gắt. Ngay sau khi chính quyền Ba Lan tịch thu tòa nhà, Bộ Ngoại giao Nga đã ra tuyên bố nhấn mạnh Moscow coi việc chính quyền Ba Lan xâm nhập vào trường học của Đại sứ quán Nga ở Warsawa là hành vi vi phạm trắng trợn Công ước Viên năm 1961 và là một hành vi xâm phạm tài sản ngoại giao của Nga ở Ba Lan. Bộ này cam kết rằng hành động của Warsawa sẽ không thể không chịu phản ứng gay gắt của Moscow và các hậu quả đối với Ba Lan. Đại sứ quán Nga tại Ba Lan gọi hành động của chính quyền Ba Lan là bất hợp pháp, vượt ngoài khuôn khổ của các mối quan hệ văn minh giữa các quốc gia. Trong ngày 30 tháng 4, các nhân viên của trường học thuộc Đại sứ quán Nga ở Ba Lan đã di chuyển các thiết bị ra khỏi tòa nhà, bị chính quyền Ba Lan tịch thu. Trường học sẽ được di chuyển sang một tòa nhà mới trong vòng vài ngày và các lớp học sẽ tiếp tục. Các bộ trưởng công nghệ và kỹ thuật số nhóm các nước công nghiệp phát triển hàng đầu thế giới G7 vừa kết thúc hội nghị kéo dài 2 ngày tại thành phố Takasaki, tỉnh Gunma, miền đông của Nhật Bản. Theo đó, nhất trí thúc đẩy việc sử dụng trí tuệ nhân tạo AI có trách nhiệm trong bối cảnh việc ứng dụng công nghệ này ngày một gia tăng nhanh chóng ở tất cả các lĩnh vực. Tuyên bố chung của hội nghị kêu gọi sự tham gia rộng rãi hơn của các bên liên quan trong việc phát triển các tiêu chuẩn quốc tế, đảm bảo duy trì một môi trường cởi mở và thuận lợi cho sự phát triển của công nghệ AI. Mặc dù thừa nhận các công cụ chính sách để đạt được tầm nhìn chung và mục tiêu về AI có thể khác nhau giữa các thành viên, song các bộ trưởng G7 cho rằng thỏa thuận này đặt ra một số mốc quan trọng về cách mà các quốc gia lớn quản trị AI trong bối cảnh lo ngại về quyền riêng tư và rủi ro bảo mật. Hôm 27 tháng 4, Nghị viện châu Âu cũng đã đạt được thỏa thuận sơ bộ về đạo luật trí tuệ nhân tạo mang tính bước ngoặt của khối, mở đường cho một bộ luật toàn diện đầu tiên trên thế giới về công nghệ này.
Bộ Nội vụ Pháp cho hay sẽ triển khai 12.000 cảnh sát và hiến binh cùng với các máy bay không người lái để đảm bảo an ninh trong bối cảnh các cuộc meeting và tuần hành với quy mô chưa từng có dự kiến diễn ra trong dịp Ngày Quốc tế Lao động 1 tháng 5 năm nay nhằm phản đối luật cải cách hưu trí mới. Cơ quan mật vụ Pháp cảnh báo dù đang là kỳ nghỉ xuân nhưng vẫn sẽ có khoảng 600.000 người Pháp hưởng ứng các cuộc meeting và tuần hành gấp 5-6 lần quy mô các năm trước, trong đó riêng tại thủ đô Paris có thể lên đến 100.000 người. Cơ quan này cũng đặc biệt lo ngại về nguy cơ sẽ có khoảng 2.000 phần tử cực đoan cùng với hàng nghìn thành viên phong trào áo vàng năm 2019 sẽ trà trộn trong các sự kiện tại các thành phố lớn như là Paris, Lyon, Rennes, Toulouse hay là Nantes để kích động gây rối. Trong khi đó, các nghiệp đoàn lớn của Pháp tuyên bố sẽ có khoảng 1 triệu người xuống đường trong ngày hôm nay. Hàng triệu du khách đã đổ xô đến các địa điểm du lịch mang tính biểu tượng của Trung Quốc trong kỳ nghỉ lễ quốc tế lao động mùng 1 tháng 5 năm nay và khiến cho một số nơi rơi vào tình trạng quá tải do dòng người quá đông đúc và việc di chuyển cũng khá vất vả. Truyền thông địa phương ước tính có hơn 14.000 người đã đến thăm khu vực mộ điền dục của Vạn Lý Trường Thành trong ngày 30 tháng 4, ngày thứ hai trong kỳ nghỉ lễ quốc tế lao động kéo dài 5 ngày. Du khách chen chúc nhau để chụp ảnh và ngắm cảnh. Đây là điểm đến đầu tiên trong kỳ nghỉ của tôi. Tôi đã chọn mộ điền dục vì nghe nói đoạn Bát Đản Lĩnh quá đông người. Tuy nhiên, ở đây cũng rất chen chúc. Sáng nay tôi bắt đầu đi từ 8 giờ mà đến 5 giờ chiều mới tới nơi. Tình hình giao thông rất kinh khủng. Vạn Lý Trường Thành rất tráng lệ và là một trong những công trình quan trọng nhất ở Trung Quốc. Chúng tôi đưa con đi để trải nghiệm, dù rất đông đúc, nhưng nhìn chung, đây là một trải nghiệm tuyệt vời. Dòng người di chuyển khá ổn định. Theo đài truyền hình CCTV, lưu lượng hành khách di chuyển trong ngày đầu của kỳ nghỉ lễ đã tăng 151,8% so với năm ngoái. Số chuyến đi bằng đường hàng không, đường bộ, đường thủy và đường sắt tăng lên gần 57 triệu chuyến. Vé tham quan một số địa điểm du lịch nổi tiếng của Trung Quốc gần như cháy vé. Khu vực Bát Đản Lĩnh của Vạn Lý Trường Thành đã hoàn toàn kín lịch trong ngày 1 và 2 tháng 5. Thưa quý vị, Indonesia là quốc gia đông dân nhất trong khối ASEAN. Không chỉ sở hữu những viên ngọc du lịch nổi tiếng như đảo Bali mà còn tồn tại những núi rác thải, sản phẩm phụ của sự phát triển kinh tế nhanh chóng. Điều này vô tình làm mất đi sự tỏa sáng của những cảnh quan hấp dẫn khác. Với mong muốn phần nào cải thiện môi trường ở Indonesia, các cá nhân, tổ chức cùng với cộng đồng địa phương đã cùng kết hợp các ý tưởng để biến rác thải nhựa thành những đồ vật hữu ích. Và câu chuyện này sẽ đến trong phần cuối của bản tin ngày hôm nay. Cảm ơn quý vị đã đồng hành với tôi trong những phút vừa rồi. Trong 2 tháng qua, anh Gary Benchagif, nhà hoạt động môi trường, đã sống trong một ngôi nhà nhỏ, rộng chỉ 12m², được làm từ 35.000 túi nhựa, có nguồn gốc từ các con sông bị ô nhiễm ở Bali. Anh Benchagif cho biết nội thất và đồ đạc trong nhà, chẳng hạn như khung giường và tủ bếp, cũng được làm hoàn toàn bằng cốc nhựa và ống hút phế thải. Đây là kết quả của một phong trào làm sạch những dòng sông và bãi biển tại Indonesia trong suốt 2 năm nhằm ngăn chặn rác nhựa đổ ra đại dương. Chào mừng các bạn đến với ngôi nhà tái chế tí hon của tôi. Nó được làm từ 35.000 túi nhựa. Chắc không nhiều người nghĩ rằng rác thải nhựa tái chế sẽ tạo ra kết quả như thế nào. Hy vọng dự án nhỏ này của tôi giúp các bạn hình dung rõ hơn những điều tuyệt vời có thể tạo ra từ rác. Cũng tại Bali, Potato Head, một trong những câu lạc bộ bãi biển cao cấp, đang nỗ lực không lãng phí bằng cách tạo ra đồ dùng với kiểu dáng riêng từ rác thải nhựa. Đến khu nghỉ dưỡng này, khách hàng có thể trải nghiệm những chiếc ghế, vòng cổ, hộp khăn giấy và đế lót ly được tái chế tại chỗ bằng cách sử dụng hàng nghìn kg rác. Chúng tôi đặt mục tiêu không để chất thải ra bãi rác. Trong số hàng nghìn kg chất thải, chúng tôi cố gắng tự xử lý hơn 50%, 43% phải thuê các công ty xử lý rác thải, khoảng 3% buộc phải bỏ ra bãi rác, và chúng tôi cố gắng đưa 3% này về 0%. Những bãi biển mang tính biểu tượng của Bali trong những năm gần đây tràn ngập rác nhựa, nhất là trong thời gian cao điểm khi gió mùa về. Dữ liệu từ chính quyền Bali cho thấy ít nhất 600 tấn rác đã được ghi nhận từ tháng 10 đến tháng 12 năm 2022. Chính quyền địa phương đã có những nỗ lực trong việc giảm thiểu rác thải nhựa ở hòn đảo nghỉ dưỡng như thông qua việc cấm túi nhựa trong siêu thị. Sử dụng nhựa và tái chế rác thải từ nhựa là một quy trình sáng tạo. Chúng tôi xem xét những gì cơ sở của mình thải ra và cố gắng sử dụng những gì mình có thể xử lý chúng, bởi chúng không phải rác cho đến khi bị vứt ra bãi rác. Những ý tưởng biến rác thành vàng
như ở khu nghỉ dưỡng Potato Head đã thực sự gây ấn tượng tốt với khách du lịch. Những gì mà các khách sạn, resort và người dân ở Indonesia đang làm thực sự rất ấn tượng. Việc thu gom và xử lý rác thải rất đáng để học tập. Circulate Initiative, một tổ chức phi lợi nhuận giải quyết vấn đề ô nhiễm nhựa đại dương ở Nam Á và Đông Nam Á thông tin, mỗi năm có tới 11 triệu tấn rác thải nhựa đổ vào đại dương. Con số dự kiến sẽ tăng gấp 3 lần vào năm 2040. Do đó, những nỗ lực như các cá nhân và doanh nghiệp tại Indonesia đang thực hiện có ý nghĩa toàn cầu vì nhựa chiếm tới 80% tổng số rác thải ở các đại dương trên thế giới.